hai chiếc lục bình bằng phôi gỗ chắc nặng gần 2 tấn trông sẽ như thế nào? Đây, thực tế nó là 2 kg. Đây là hai chiếc lục bình trên phôi gỗ chắc mà chúng tôi đã đục từ trước Tết năm 2024 đây. Trên cái phôi lục bình này thì chúng tôi đục tứ linh. Một bên là đục tứ linh Long Ly Quy Phượng và một bên là đục tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Và trên cái lục bình này thì đục chủ đề là tứ linh. Đó, với cái hình con rồng này uốn lượn khắp cả cái lục bình này. Tay của con rồng giơ lên, đúng không? Một chân giơ lên, một chân quạp xuống. Đó, đối diện nhìn lên bên trên là con phượng. Đó, rồng với phượng đang nhìn vào nhau. Đó, rồi sau đó ở bên dưới là con rùa cộng với lại là con lân. Đó, con rùa thì mình đọc là con quy. Đó, còn con lân cũng nhìn thấy một cái dáng dấp rất là bay và rất là lượn ở trên cái lục bình này. Tuy một cái size nó rất là nhỏ nhưng mà chúng tôi đã cố gắng thể hiện được hết tất cả các cái nét ở trên đây. Còn một bên thì Tùng Cúc Trúc Mai. Có đầy đủ Tùng Cúc, Trúc và Mai. Riêng cây Tùng thì uốn lượn, nó cong lên trên theo cái dáng quy căn rất là đẹp này. Rồi bông Cúc cũng tỏa ra. Các cái lá của cái cành Trúc cũng được moi móc tênh bong đan xen vào với nhau. Và tuy là chưa nặng đến cụ thể là gần 2 tấn, nhưng mà với cái cân nặng là có 2 cân như này và với những gì chúng tôi thể hiện thì bác khách cũng đã rất là ưng ý và đang chờ ngày để về khai xuân và lấy hàng nhé.